Chào các bạn, bài số 34 chúng ta sẽ làm một cái việc cũng khá hay, đó là gán quyền và bỏ quyền của user từ cái bảng role. Thì dựa vào cái bài này mà chúng ta sẽ biết được là user đấy thuộc quyền user hay có quyền admin hay không. Nếu không có quyền admin là không cho đăng nhập vào admin đó. Feature 34 role assign. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết ra một cái backend cho nó. Chúng ta có register update rồi, lấy cái update này đi. Role assign bao gồm có user ID này, cũng là put cho nên chúng ta phải có alias role. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái request view model. Chỗ này nó sẽ là role assign. Request. Thằng này nó cần những cái gì? Nó sẽ cần phải có danh sách role. Thì chúng ta phải có một cái selected item ở trong cái thằng này. Vì chúng ta muốn để cho nó dạng check select item. Select item ở đây chúng ta sẽ cần phải có string ID, string name, boolean selected. Đó. Thì ở đây cái request chúng ta sẽ có một cái list các cái select item. Role. Rõ, ok. Dựa vào đấy thì chúng ta sẽ role assign request. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết ra một cái phương thức cho nó. Boolean thôi. GUI ID role assign request viết cho thằng này implement này implement. Rồi chúng ta cũng copy một số thứ nhỉ cho nó nhanh. Nếu trong trường hợp này không nếu trong trường hợp thằng user mà không tồn tại. Đó, đầu tiên là chúng ta lấy ra user này. File by ID. Nếu ID không tồn tại thì nó sẽ báo lỗi. Rồi. ToString. Còn nếu tồn tại thì chúng ta sẽ làm gì? Chỗ này sẽ là user manager remove role. Remove from role. Tức là chúng ta sẽ phải kiểm tra xem cái role đấy nó có tồn tại hay không thì chúng ta remove. Ở đây chúng ta sẽ truyền về user và danh sách cái role. Nếu cái nào không check thì chúng ta sẽ bỏ đi đúng không? Chúng ta sẽ request.role này chấm selected bằng full à chúng ta sẽ và remove role bằng request.role danh sách role này chấm select select phải using cái chấm role. Chỗ này phải là một cái mảng chứ không phải là một cái. Rồi. Lấy ra những thằng nào selected bằng full, tức là không
Where những thằng nào mà select thật bằng vô xong select cái name ra nhỉ. Remove là tính trong name chứ không tính to list. Xong await xong đi. Đó. Thế còn trong trường hợp mà thằng nào mà có tồn tại edit role thì select những thằng nào mà select từ bằng true xong lấy ra và add add to role. Đó. Nhưng với điều kiện là for x nó phải thằng nào mà chưa tồn tại cơ. If user manager chấm get is in role là bằng false, nếu chưa nằm trong cái role đấy thì chúng ta mới add nó vào. Đầu tiên truyền vào user xong rồi truyền vào role. Role name đi cho nó rõ. Rồi ok. Xong. Xong cuối cùng là nếu bình thường return luôn ra cái này ra thì succeed luôn này. Xong còn đâu lỗi thì nó sẽ ra cái kia. Ok. Chỗ này sẽ là request. Ok, thằng này roll no sai. Xong. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ xong cái phần back end rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra cái ngoài chúng ta viết client API. Rồi. Lấy tương ứng với cái thằng update cho nó nhanh. Lấy ra lấy về xong hết chỗ kia chỗ này. Chỗ này push rồi ở user gạch chéo role content rồi, async. Rồi. Chỗ này chúng ta mưu ra một cái request xong ok. Tích hợp xong. Đến đoạn sau chúng ta sẽ có một cái cặp nữa. Cặp này giống với cặp put nhỉ. Ok, edit cũng giống thế. Edit này. Xuống dưới cùng. Ronosai truyền vào ID giả về cho người ta cái Ronosai request lấy ra được ID rồi, muốn lấy ra được danh sách Ron nữa thì sao nhỉ? Ok. Thằng runner size này cũng thế. ID à? ID thì sẽ lấy ở trong cái thằng này đi. À hui. User ID. Rồi. Thành công thì gán quyền thành công. Rồi ok. Chỗ này chúng ta phải lấy ra về cái danh sách quyền. Như vậy thì chỗ này trong cái back end phải update một chút. Cái user view VM này này, chúng ta phải có danh sách select item
hoặc là một cái role assign request cũng được. Hoặc đơn cử như là chúng ta muốn lấy ra danh sách role. Lấy ra danh sách role thôi. Role này. Vậy chỗ này chúng ta sẽ phải lấy ra cái gì? Chấm get role user await truyền về role sẽ là đó. Vậy chúng ta kéo thêm một cái nữa, chúng ta phải dùng một cái tạo ra một cái role để lấy ra danh sách role nữa ở trong API role. Đây chỉ đơn giản chỉ lấy về thôi. Ra role này nó cũng cũng không cần phải quản lý làm gì cả, bởi vì là nó cũng khi thêm mới thì chúng ta vẫn phải hard code ở trong ấy thôi. Chỉ khi chúng ta làm phân quyền động thì role này nó thường nó sẽ được thêm bằng tay. Chỗ này phải là list string mới đúng. Rồi, await ra list string. Chỗ này là không thể convert chỗ này để ilist theo đúng cái kiểu của nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái role đăng cho shipper phát. Add mới một controller. Rồi, thằng này cũng giống như là role user thôi, nó kế thừa từ controller bay. Thằng controller bay này nó sẽ làm hết cho chúng ta. À rồi, thế thì cái này chưa có controller bay rồi. Ok, kệ nó. Cái này cũng bắt buộc phải đăng nhập này. Action result get all. Thằng này nó cũng phải lấy về thì sẽ truyền vào cái role manager app role identity role. Chúng ta xem cái backend là chúng ta dùng cái gì nhá. App role này. Cái này của Identity nhá. Role manager bằng role manager truyền vào. Thằng này phải được đăng ký ở trong cái startup nó mới chạy. Lúc chúng ta đăng ký Identity nó đã có rồi. Và role hình như cái này viết ở trong cái service thì phải, không viết ở ngoài. Đây, chúng ta cũng chạy ở đây cơ. Ở chỗ này chúng ta sẽ phải viết ra một cái role i role service nhá. Và role service. Bài này hơi 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 lâu tí đúng không? Thằng này lấy về cái gì nhỉ? Task list role và VM
Get all. Chưa có role VM này, chúng ta sẽ tạo mới nó trong view module. Thằng này có những cái gì? Ui, ID, string, name, string, description. Ok. Xong, thằng này implement nó. Public inject thằng kia vào đúng không? Role manager app role. Rồi. Chấm select. Select. Select phải using cái rồi, xong chúng ta sẽ to list. Await. Return. Async. Xong. Ok đó. Rồi. Thằng này cũng phải được return ở thằng API. Ok. Sau đó chúng ta sẽ tạo mới cái API của role. Xong. Async. Rồi xong cái này nhá. Ok nhỉ. Ok result. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý phần client. Chúng ta lại phải thêm một cái ID iron client API nữa. API client. API result với cái kiểu là list role VM. Ok.
Chúng ta lại copy một cái đoạn get all ở đâu nhỉ? Đây. Thằng này chúng ta cũng phải inject một số thứ vào. Sinh thằng này sẽ là role không truyền vào cái gì bearer token lead một cái role VM đó, ok. Sau khi có cái này nhớ các bạn phải đăng ký nó nhá thì nó mới chạy được. Rồi sau khi đăng ký xong thì các bạn sẽ vào phần user controller này, các bạn vào role assign, các bạn sẽ phải inject cái thằng role client vào đây. Xong kéo dưới chúng ta phải lấy ra được cái thằng post thì ok, nhưng mà cái thằng get này này và role bằng get all này lấy ra được danh sách role. Bây giờ chúng ta sẽ for x và chúng ta lưu ra một cái role assign request. Rồi, bây giờ for x theo cái role đấy. Mỗi cái chúng ta sẽ thằng này mình sẽ new một cái thằng này không. Để mà tạo mới được thằng này thì chỗ này chúng ta có thể dùng list chứ không dùng Array. Ở chỗ này chúng ta sẽ là chúng ta sẽ gán cái giá trị mặc định bằng new một cái list ra thì nó sẽ không bị null. Trong này chúng ta có thể push được luôn. Push add thêm một cái new selected item. ID bằng chỗ này sẽ là role role thôi, không phải role name, await role này chấm chỗ này bị sao đây. Ok, chỗ này sẽ là object, cái này là result chấm return result object, ra một cái list. List role này. Chỗ này sẽ là đây. Role object chấm result object ra được một list role. Sẽ là chỗ này push ID vào. Put name vào và selected bằng cái list role của chúng ta sẽ từ cái result của thằng user ra đúng không? User chấm role. Nếu trong trường hợp mà cái thằng này bằng true
nếu nó còn tên cái role chấm name thì nó sẽ bằng true, còn nếu không thì nó sẽ bằng false chấm hết. Ok, nó ra được cái này. Vậy thì cái role no size này nó sẽ ra được luôn. Chỗ này return luôn ra cái. Rồi. Đấy là trong trường hợp là lần đầu tiên load ra nhá, thì nó sẽ load những cái nào selected thì nó sẽ là true và không là false, để cho cái thằng form nó có thể show được cái thằng sau ấy. Thằng sau này mình cũng phải build ra một cái như thế mà mình trả về, để trong trường hợp bị lỗi thì sau mình sẽ ra một cái private trả về một cái role assign request, get role assign request để mình dùng chung mà. Ui ID rồi, return thì chỗ này chúng ta sẽ là thằng bên dưới này cũng thế, nếu trong trường hợp nó bị fail thì nó vẫn lấy được về. Ok xong. Bây giờ chúng ta sẽ đây await. Add mới một view. Thằng này nó sẽ là edit này. Role assign request. Rồi bây giờ nó sẽ là một list role assign, form nó sẽ up submit và role assign. Danh sách của form group thì sẽ như này. Bây giờ chúng ta sẽ for x. For cái thằng va y bằng 0, y nhỏ hơn cái model.role.count y cộng cộng. Này chúng ta lập, chúng ta show ra cái checkbox. Chỗ này sẽ là input type bằng checkbox. IP4 là selected. Model.row. Role.selected. Role y chấm select, tức là nó check thì theo cái trường này. Rồi validation xong. Label thì theo cái role y chấm name đúng không? Label là cái thế. Rồi. Tiếp theo thằng này nó cần submit lên một cái ID. Xong. Submit thì sẽ là lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái form này, cái CSS của thằng form đấy, cho nó trùng cái CSS của bọn kia, lấy từ cái thằng card body đúng không? Hai cái rồi, chỗ này sẽ là gán quyền. Ok.
Để gắn quyền thì chúng ta sẽ thể thêm một cái cột nữa ở đây. Genocide. Thằng thứ nhất là tech. Thằng thứ hai là action. Và thằng ba là truyền đi cái ID này. Thế thằng đầu tiên tech là sửa. Xem. Xóa. Gắn quyền. Ok, chạy. Có lỗi gì thì chúng ta lại debug thôi, không có vấn đề gì cả. Gắn quyền này. Không thể deserialize được ra cái role VM bởi vì JSON object cần name value. Ok. Chúng ta sẽ check thẻ xem cái thằng này nó ra cái gì nhá. Tắt hết đi đã. Cho đỡ rối. Role API client này. Xem nó ra cái gì đây. Đây, ID description. Nó ra được một list đúng không? Không thì đi serial một lần to type. Ok. Với mấy kiểu array thì chắc là phải dùng cái kiểu này. Để mình sẽ set xem cái chỗ này nó như nào nhá. Nếu succeed thì lấy ra được một list cái role VM này. Dùng JSON convert để đổi cái body này sang và type of list cái thằng này. Đóng lại. Đóng tiếp. Đầu tiên là chọn cái này. À, chỗ này phải được vứt vào trong này. Sẽ giả về cái list. Rồi, còn ngược lại thì sẽ giả về error. Thử xem được chưa nhá. Wow, ăn rồi. Hiện tại là chỉ có một cái quyền thôi. Đó, đi. Thằng này nó không, không thuộc admin đúng không? Giữa account admin thì xem là nó có check không nhá. Không check à? Đấy, chỗ này sai. Chỗ này checkbox không cần cái này. Không cần cái này luôn. Rồi.
Nêm, nêm. Thì chỗ này phải là tên quyền chứ nhỉ? Thằng checkbox này nên vứt vào trong cái thằng neighbor này để tích vào neighbor là nó cũng ra được. Thì chỗ này sẽ là model chấm role y chấm name. Đấy, admin này. Chưa check à? Chưa check thì mình sẽ check lại cái đoạn chỗ thằng user controller này. Chỗ hàm get nha. Vào trong lấy ra được cái user này. Role của nó không không có cái role nào. Chứng tỏ ông này như chưa được gắn vào cái role nào. Hiểu, bởi vì lúc trước chúng ta bị xóa rồi. Ok, không sao, chúng ta nên gán. Bây giờ chúng ta sẽ check check vào lưu lại này. Lưu lại thì chúng ta sẽ gọi vào cái ham post. Xem là nó select thật bằng chu chứ nhá. Select thật chu này. À, hai thằng này chưa có, bởi vì hai thằng này chưa có cái hidden field. À, input type bằng hidden sp4 role e chấm id. Thằng thứ hai hidden ap4 role e name. Xong. Lâu làm Razor này cũng hay, bởi vì mình toàn làm Angular thôi. Angular thì xử lý mấy cái này cũng nó có MVVM cũng đơn giản. Razor này thì nó cũng có cái hay của nó. Cái này thì ok rồi này. Tạm ok. Admin cho nó này. Chắc là có hết rồi đúng không? Đó, mới có hidden view rồi. Ok, role role có rồi này. Ok, đi vào. Bây giờ chúng ta muốn để tiếp vào trong thằng backend API không? Từ từ vào đây để cho nó xử lý xem xử lý nào nhé. Đó, ID này. ID và request. Vào rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra tiếp. Ô, sao tài khoản không tồn tại? ID chỗ này nhầm, user phải bằng null thì nó mới không tồn tại chứ, đúng không? Chỗ này như là chỗ này sai này. Add role không có add mới đúng, bởi vì chỗ này chúng ta add một thằng một thì chỗ này phải add thằng role vào đây chứ không phải add thằng add role. Đó. Bài này hay phết nhưng mà hơi dài, các bạn cố gắng học nhé. Gán quyền này, admin này. Rồi vào đây xem nó xử lý chưa. Remove role không có thằng nào. Thằng add the role thì nó có một thằng là admin. Đó. Kiểm tra nó đã có chưa, chưa có thì add vào. Xong ok. Xong cấp quyền thành công này gán này. Thằng này check rồi này. Có nghĩa là nó gán được vào admin rồi đấy. Thì bây giờ các bạn check ở trong cái bảng. Check ở trong bảng ace app user role xem là nó có cái ID này chưa.
Vào role này đi có chưa? Nếu bạn có nhiều quyền ấy thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Mình sẽ thêm cho bạn một quyền nữa để các bạn sẽ dễ dàng check. User role này. Có cái bản ghi 566A55 đúng không? Đây, 6A55 của bạn đây. Ok. Bây giờ mình sẽ thêm một cái role nữa cho nó test cho nó sướng nhá. Máy hơi đơ một chút. Máy này như là chạy nhiều quá hay sao? Mình chạy cái gì nhá? Đơ luôn. Thôi đóng luôn cái này. Chạy lại. Về cơ bản là code nó ngon rồi đấy. Bây giờ chúng ta chỉ việc làm sao để nó test nó make sense hơn chút, vì chúng ta phải có nhiều role. Mà hôm trước cái hash data của chúng ta nó có một thôi. Các bạn có thể dùng cái migrate để migrate vào, nhưng mà thôi mình sẽ dùng thêm tay cho nó nhanh. Lấy ra một cái GUI, thêm một cái, nếu muốn lấy một cái GUI select new ID ra F5 ID này, user thôi, concurrent thì stem thì các bạn cũng lấy cái ID khác nữa đưa vào. User bình thường. Ok, xong này. Bây giờ mình sẽ tắt đi F5 một chút nha. Ra hai thằng đúng không? Gán cho quyền cho cả hai thằng luôn. Tắt để bác tự tin luôn. Có lỗi gì thì fix. Ok, gán quyền, trích cả hai. Ok. Bây giờ mình sẽ về trang chủ, mình gán cho cái thằng admin này quyền admin. Xong. Ôi, ok. Bây giờ chúng ta lại gán được từng thằng một. Bây giờ chúng ta gỡ ra cũng được. Ok, gán. Hình như là lỗi sao? Bỏ đi nhá. Bỏ đi không bỏ được này. Bây giờ mình sẽ check lại cái chỗ này. Bỏ đi này. List remove role là có hai thằng. Tức là hai thằng này đều không selected. Không selected. Là nó bỏ đi rồi nhá. Sau đó nó sẽ xem cái list add the role là không. Không có thằng nào. Rồi. À, rồi hiểu. Bây giờ mình sẽ về cái chỗ user backend admin nhá. Hầm ghét cái nhá. Xem tại sao nó lại bị thế. Vào trong user bên này, role này nó lại vẫn là một à? Vẫn là một. Remove đi không được. Sao chỗ này nó vẫn là một nhỉ? Thử lại nhé. Nếu mà thêm cả hai thằng thì sao? Bỏ một thằng đi.
Nhưng bỏ thằng thứ hai đi thì không được. Xem cái thằng get detail này nó bị sao. Vẫn có một thằng admin cơ. Tức là không remove được sạch luôn. Bỏ đi này. Bỏ đi hai, tức là bỏ đi hai thì chỗ này nó không có này. Chỗ này như là nếu mà trong trường hợp chúng ta cũng phải lập chỗ này, nếu trong trường hợp cái thằng này mà phải bằng true, tức là nằm trong cái role đấy thì chúng ta mới bỏ đi. Remove. Chứ còn nếu không là nó bị chết ngay. Đúng không? Chỉ remove được những thằng nào mà nó có tồn tại thôi, còn nếu không là cái lệnh đấy bị lỗi. Mình thử xem có phải không đấy nhá. Thì để sau này cái phần role nó sẽ control cái việc mà chúng ta làm. Đúng rồi, chuẩn. Ok, vậy là chúng ta đã thanh xong cái phần assign rồi. À, mình sẽ tạo ra, mình sẽ comment